Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 355: Tiếng hét vang trời, 1. Vì trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, Vân Khanh liền cẩn thận hơn rất nhiều, nàng nhìn hướng Lưu Thúy đi lấy xiêm y, suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta ra trước thiên sảnh chờ Lưu Thúy đi." để tránh trên đường gặp chuyện gì ngoài ý muốn khiến siêm y trong tay lưu thúy bị rách hay bị dơ nơi này nhiều người bình thường nếu muốn xuống tay cũng sẽ không chọn ở đây an tuyết oánh hơi ngẫm nghĩ một hồi tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy hành động này của vân khanh đã quá lo xa rồi bất quá với tính cách của an ngọc oánh cũng thực khiến cho người ta không thể nào an tâm khi nãy bị ninh quốc công phu nhân gian dậy đáy mắt nàng ta đều là không cam lòng vì thế cũng cùng Vân Khanh đứng ở trước cửa đợi. Lưu Thúy tay chân lanh lẹ, đi một đường nhanh chóng ra phủ, đến xe ngựa cầm quần áo lấy ra bao trong một miếng vải mới lại tiến vào. Đến trước thiên sành thì thấy được Vân Khanh, vội vàng bước nhanh đi tới, trong giọng nói còn bởi vì đi gấp nên hơi thở gấp gáp, âm sắc thanh thoát nói, tiểu thư, xiêm y mang tới rồi. An tuyết oánh thấy nàng cầm theo bọc vải, liền quay đầu cười nói với Vân Khanh, đi thôi. Vân Khanh, trước hãy đi tới viện của ta thay xem y đi, đợi lát nữa sắp bắt đầu thọ yến rồi đó. Nàng đương nhiên không hy vọng ngay cả thọ yến của tổ mẫu mà mình cũng tham gia muộn. Tâm tư này Vân Khanh tự nhiên cũng hiểu được, miệng nở nụ cười, cùng ăn tuyết oánh song song đi về phía hậu viện, Lưu Thúy và Thanh Liên ở phía sau gắt gao đuổi theo, cẩn thận che chở bọc vải trên tay, sợ bên cạnh lại xuất hiện người nào có ý xấu làm dơ xiêm y bên ngoài chiêng trống vang trời theo làn gió đầu thu truyền đến trong tay người người ở hậu viện xa xa đã nghe thấy tiếng gánh đào hát hí khúc y y nha nha vừa nghe đã cảm thấy rất náo nhiệt ngay cả nơi này cũng có thể nghe được thanh âm bên ngoài tiết mục ngày hôm nay khẳng định sẽ không ít vân khanh liếc mắt nhìn bên ngoài một cái phượng mâu mang theo tia nghiền ngẫm lơ đãng hỏi an tuyết oánh gật gật đầu trong mắt vẫn lộ ra một chút hưng phấn cũng không phải, trừ gánh hát phúc khánh nổi tiếng nhất kinh thành được mời ra, tuệ không đại sư cũng đến quý phủ nữa. Wow, vậy thì thật náo nhiệt quá. Vân Khanh tự hồ thực cảm thấy hứng thú cười, ánh mắt nhìn ngoại viện, trong phượng mâu sâu thảm lóe lên vài tia sáng cơ chí. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi xuyên qua đoạn hành lang gấp khúc, lại qua một phiến rừng trúc, mới tới một gian viện tinh xảo khéo léo, nơi này đúng là sân viện an tuyết vánh cư chúng. An tuyết oánh mang theo Vân Khanh đi vào nội ốc, để cho nàng thay ra xiêm y đã bị nước trà làm bẩn trên người. Đúng là thật đáng tiếc, chiếc váy ngày hôm nay ngươi mặc này ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, không nghĩ tới thọ yến còn chưa bắt đầu mà đã khiến váy bị dơ rồi. An tuyết oánh cầm trong tay cái áo cánh hai tầng kia, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận, lại nhìn vài lần vết trà in trên váy kia, chiếc váy này dù là thợ khéo, chất vải hay thiêu công đều nhất đẳng nay bị dính vết trà, sợ rằng hôm nay không thể mặc lại rồi. An tuyết oánh ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, Vân Khanh, tam tỷ tỷ nàng ta trong đêm thất tịch đẩy ngươi, hôm nay lại làm hại ngươi phải thay quần áo, thật sự là rất xin lỗi. Vân Khanh được lưu thúy và thanh liên hầu hả, đang thay chiếc áo cúp ngực màu ngà, nhìn An tuyết oánh mang khuôn mặt xin lỗi, cười nói, chuyện nàng ta làm, ngươi nói xin lỗi làm cái gì, hơn nữa, ta cảm thấy bộ đồ này cũng rất đẹp, bộ này cũng mới làm trong năm nay. Những tiểu thư trên yến hội vừa thấy chỉ sợ còn hâm mộ ta không dứt đó. Một ngày thay hai bộ xiêm y, hiếm có người giống như ta vậy. An tuyết của anh biết Vân Khanh đây là đang trấn an nàng. Tiểu thư nhà nào xuất môn đều không phải ăn mặc trang điểm đẹp nhất rồi mới đến đây. Lúc này thay một bộ y phục khác, nói như thế nào cũng là đồ dự phòng. Tuy rằng hình thức, đường may và thiêu công đều tốt, nhưng làm sao có thể so với được với bộ cánh trước đó chứ? Bất quá, An Tuyết Oánh cẩn thận nhìn hai lượt, bộ này nếu nhìn kỹ cũng mang một phong cách khác, khiến cả người mang theo một chút thành thục, nhìn có vẻ rất quyến rũ động lòng người nha. Còn quyến rũ động lòng người, từ vựng của ngươi thật sự rất nhiều a. À. Vân Khanh trọt trọt hai má An Tuyết Oánh một chút, vui cười nói. Thanh Liên sau khi thay xong y phúc, khoác vào một áo ngoài ngắn, cầm một cây châm dương chi bạch ngọc đầu khắc hoa mẫu đan thay vào cây châm chữ vạn. Lúc trước, lại cầm một cái lược xanh ngọc điểm thúy tới búi lại mái tóc, đem khuyên tay chữ vạn trên lỗ tay trắng nõn kia đổi thành vòng tay ngọc châu cùng màu, rồi mới hướng an tuyết oánh cung kính hữu lễ, mở miệng nói, an tiểu thư, có thể mượn gương của người dùng một chút hay không? An tuyết oánh thấy nàng và lưu thúy tay chân lanh lẻ, chu đáo, ngay cả bộ trang sức vòng tay đều đã chuẩn bị tốt, không thể không bội phục hai nha hoàn lanh lợi này, người bên cạnh Vân Khanh ngay cả nha hoàn cũng đều đặc biệt thông minh. Nàng xoay người gọi đại hàn đi lấy cái gương hình tròn của mình lại đây, tự mình cầm lấy đưa Vân Khanh nhìn xem, vừa nói, lớp trang điểm của ngươi cũng cần phải làm lại một chút, vừa rồi thay quần áo đã làm lem mặt rồi. Vân Khanh nhìn chính mình trong gương, vốn lúc đi ra thì lớp trang điểm rất mỏng chỉ chát lên một tầng phấn mỏng, khi thay quần áo cũng không có đụng tới được bao nhiêu, cơ bản không có vấn đề, liền lắc đầu nói, không có việc gì, đợi lát nữa đến thọ yến, đó là dưới ánh mặt trời, nếu trang điểm lại, một chút chảy mồ hôi sẽ như hồ, so với không trang điểm thì khó coi hơn. Vân Khanh, bị ngươi vừa nói như vậy, thì việc trang điểm chết phấn cũng chả khác gì lắm với việc tô tường rồi. An Tuyết oánh nghe Vân Khanh nói như vậy, cũng che miệng cười lên. Nhìn dáng vẻ nàng cười cực kỳ vui vẻ, Vân Khanh cười nhẹ, nói với Lưu Thúy, y phục đã thay ra này, ngươi đem để trên xe ngựa đi. Không cần, Lưu Thúy đi tới đi lui thật phiền toái, còn không bằng để ở trong này, đợi lát nữa Thọ Yến tan, ngươi lại cho người tiến vào lấy. An Tuyết oánh xem thời gian cách giờ Thọ Yến bắt đầu cũng không còn nhiều, nếu đi trở lại xe ngựa thì sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Vân Khanh chỉ cười nhẹ, Lưu Thúy đã đi qua cầm lấy y phục từ trong tay Vân Khanh, nhìn An Tuyết oánh, ánh mắt tròn xoe cười tùm tìm nói, An Tiểu Thư, nô tỳ không sợ phiền toái, quần áo bẩn để ở chỗ ngài có chút bất tiện, đợi lát nữa nếu thọ yến qua náo nhiệt, nô tỳ nhất thời không nhớ, chẳng phải là phải ở chỗ ngài một ngày sao, vậy cũng tương đương với việc thất lễ, nô tỳ cũng không muốn bị Tiểu Thư của trách cho nên hiện tại vẫn nên để nô tỳ mang về chỗ xe ngựa là cách tốt nhất rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bùm bùm nói một đống lớn, trực tiếp nói đến An Tuyết ánh mở to hai mắt, lại cảm thấy buồn cười. Chỉ là để một bộ xiêm y cũng có nhiều đạo lý như vậy, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, chớ nói đến lúc đó là ta khiến ngươi bị vân khanh mắng. Trong phòng chỉ có hai người chủ từ là bọn họ, còn lại đều là nha hoàn bên người, không khí thực thoải mái cho nên An Tuyết Oánh cũng nói vài câu trêu ghẹo Lưu Thúy. Lưu Thúy tính tình hoạt bát, bị trêu ghẹo cũng không hờn giận, chỉ giòn thanh đáp ứng, sau đó nói với Vân Khanh, vậy nô tỳ đi trước. Đi đi, đợi lát nữa trực tiếp đến hoa viên nơi tổ chức thọ yến tìm chúng ta là được. Vân Khanh nói rõ hướng đi của mình, miễn cho Lưu Thúy lúc trở lại hậu viện tìm không thấy các nàng, lại phải uổng công đi thêm một chuyến đợi Lưu Thúy bước nhanh ra sân, An Tuyết Oánh lại đem Vân Khanh cao thấp đánh giá một phen, xem cũng không có chỗ nào không ổn, bèn mở miệng nói, nay hẳn là mọi người đều đã tập trung ở hoa viên rồi, chúng ta cũng đi đi. Vân Khanh cũng có ý này, nếu chậm trễ, đến lúc đó người ta cũng đã ngồi vào chỗ của mình, ngược lại khiến cho người chú ý, hơn nữa cũng có vẻ không hợp quy củ, huống chi hôm nay Minh Đế và Oánh Phi đều đến dự lễ. Nếu đến trễ hơn so với bọn họ, vậy sẽ khiến người khác nói ra nói vào, bản thân so với bệ hạ còn cao hơn, ngược lại sẽ đem tới không ít phiền toái. Cho nên hai người liền mang theo nha hoàn của mình, đi về phía hoa viên của Ninh Quốc Công Phủ, Ninh Quốc Công Phủ tương đối rộng, hoa viên cũng là hao hết tâm lực kiến tạo mà thành, mỗi một đời Ninh Quốc Công đều đã tiêu phí một ít tâm tư để cải tạo hoa viên đẹp hơn, không chỉ có Ninh Quốc Công Phủ. Mà phủ của những hậu duệ quý tộc khác đều là như thế, chỉ cần không vượt qua điều lệ trọng yếu, họ đều tận lực làm cho xa hoa, phong phú đặc sắc. Khi Vân Khanh đến hoa viên, không ít người đã ở đó, Thọ Yến lần này, nam khách cùng nữ khách cũng không đặc biệt phân chia thành tiền viện cùng hậu viện nhập tịch, mà là một trái một phải, lấy chính giữa làm ranh giới. Lúc này trên bãi đất trống trong hoa viên đã xếp xong bàn ghế, phía trên chỗ ngồi là một màn che nắng kể từ đó dù là nắng chưa gây gắt thì người ngồi ở dưới cũng sẽ không bị mặt trời chiếu đến cả người nóng bức oi ả à khó chịu ở trước bàn tiệc có một bệ đài dùng thảm lông màu đỏ tinh tế trải phẳng ra lúc này đang có đào hát ở trên đó biểu diễn tiết mục mờ màn tiếng chiên trống tùng tùng xem cũng từ chỗ này phát ra náo nhiệt như vậy lão phu nhân hơi lớn tuổi cùng các mệnh phụ khác rất ưa thích bọn họ liền ngồi ở một bên thưởng thức tiết mục hí khúc quần áo sặc sỡ vô cùng náo nhiệt kia mà đối với thanh niên nam nữ trẻ tuổi mà nói cảnh sắc trong vườn so với hí khúc thì hấp dẫn hơn nhiều hơn nữa bởi vì hôm nay có thể quang minh chính đại ở nơi này thưởng thức phong thái của các tiểu thư khuê tú tài hoa của tài tử công tử cho nên trong hoa viên tập trung từng nhóm người từng nhóm chia ra trai trai gái gái tuy rằng không trực tiếp đứng chung một chỗ nhưng đều đang đánh giá lẫn nhau, tìm kiếm ý chung nhân của mình. Vân Khanh và An Tuyết Oánh cũng không thích loại hy khúc náo nhiệt tưng bừng này, hai người bèn đi tới vườn hoa bên cạnh, lúc này nơi có bóng dâm trong vườn hoa đại đa số đều có người. An Tuyết Oánh và tìm vài nơi mới tìm ra một chỗ có ghế trống liền lôi kéo Vân Khanh đi tới. Vân Khanh, tổ mẫu thực thích mẫu đan, cho nên ngươi xem vườn hoa bên này, tuy rằng không phải toàn bộ các loại mẫu đan, nhưng bầy biện đều là hoa mẫu đan thôi đó. An tuyết oánh chỉ vào vòng hoa xung quanh chỗ ngồi giới thiệu cho Vân Khanh. Vân Khanh theo như lời nàng nhìn lại, chung quanh nàng có rất nhiều giống hoa, đỏ thẫm, đỏ nhạt, thiền hồng, đỏ tươi, các loại không đồng nhất, liếc mắt một cái, xác thực màu sắc sắp xếp như có chốt rối, nhìn không ra đặc sắc gì, nhưng cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn đến các loại hoa với màu sắc khác nhau khi hợp lý mà xếp chung một chỗ, thì có thể nhìn ra một đóa mẫu đan đang nở rộ, hơn nữa căn cứ vào bố cục màu sắc, ngay cả màu sắc của đóa hoa từ đậm đến nhạt, kể cả màu trắng của nhị hoa đều biểu hiện ra được. Nếu là từ xa nhìn lại, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một đóa mẫu đan cực lớn. Này hoa tưởng người tạo hình cho hoa, này ngược lại rất có lòng, mới nhìn là một cảnh, nhìn kỹ lại là cảnh khác. Vân Khanh thưởng thức loại bài trí này, thản nhiên khen mà từ khi vân khanh vào giữa sân liền có vô số ánh mắt mang theo ý vị khác nhau bắt đầu hữu ý vô ý rơi trên người nàng an sơ dương đứng tại một chỗ dưới chân núi giả ánh mắt từ khi vân khanh bước vào hoa viên liền vẫn rơi trên người nàng tuy rằng từ góc độ của hắn chỉ thấy được một bên của nửa người nàng mái tóc mây óng ả như tuyết trên đầu mái tóc như mực dưới sự tô điểm của cây châm dương chi ngọc diệp càng thêm bóng mượt như lụa từ xa nhìn lại khiến khuôn mặt nghiêng của nàng nhìn như có vẻ càng trắng nõn, là màu trắng của chân châu có thể tản mát ra ánh sáng lấp lánh. Cặp mắt kia trong lúc lơ đãng lưu truyền như có thể cắp theo hồn phách người ta, chúng như ánh lên tia vàng rực của nắng thu, lông mi thật dài như một tầng sương mù, ở trên đôi mắt nàng tạo ra một màn sương khiến người nhìn không thấu. Bộ váy màu ngà voi đơn giản, giáp ngực thiêu nhánh hoa màu xanh biếc, lộ ra hơi thở tươi mát tự nhiên cả người như tiên tử giữa rừng hoa, mềm mại xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn đi lên cùng nàng nói chuyện, lại sợ khiến vị tiên tử tao nhã cao quý này sẽ theo gió bay mất. So với năm trước lúc nhìn thấy nàng, nay Vân Khanh càng thêm điềm tĩnh và thong dong qua nhưng động tác giơ tay nhấc chân, nàng càng giống như một đóa hoa đang sắp nở, là một đóa hoa mẫu đan sắp vào thời kỳ nở rộ tươi đẹp nhất. Hắn nâng tay sờ sờ cổ tay, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện một cảm xúc gọi là nhu hòa. Trong con người đen như đêm tối cũng có vô vàn làn sóng cảm xúc đang nhẹ nhàng nhộn nhào. An sơ dương, một mình ngươi đứng ở đây làm cái gì? Ngự phượng đàn im ắng từ phía sau xuất hiện, đem suy nghĩ của An sơ dương kéo lại. Hắn thu hồi ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt của Vân Khanh, sau đó nghiêng đầu nói, chờ yến hội mở màn. Ngự phượng đàn sao lại không biết hắn mới vừa rồi đang nhìn chăm chú cái gì, có điều không vạch trần hắn mà thôi ngược lại phương bảo ngọc cùng đi ở phía sau đã nhìn thấy rõ nơi mà an sơ dương mới vừa nhìn lưu luyến sau đó khoa trương ái chào một tiếng thì ra là đang nhìn mỹ nữ a à. ta nhìn xem hai mỹ nữ đó nha an sơ dương ngươi đang nhìn người nào là tiểu thư mặc lam váy hay là người mặc váy trắng ta đoán một chút nha nhất định là không phải tiểu thư váy lam đúng hay không ta nhất định đã đoán đúng rồi bởi vì người mặc lam váy là muội muội ngươi ngươi không có khả năng trốn ở chỗ này lén lút nhìn trộm muội muội nhà mình đi phương bảo ngọc liên tiếp nói ra suy đoán của mình đổi lấy một cú ký đầu của ngự phượng đàn ngươi nói ít đi một câu sẽ không chết đâu trên đời chỉ có ngươi thông minh a à. phương bảo ngọc gãi đầu nhìn an sơ dương sắc mặt càng ngày càng lạnh hơn giận bĩu môi nói được rồi ta không nói nữa một mặt đưa mắt nhìn về vị trí của Vân Khanh, người kia, hắn nhớ hình như lần trước đàn đàn trong đêm thất tịch cứu đi chính là vị tiểu thư kia, chẳng lẽ là... Hắn quay đầu vừa muốn mở miệng, liền đón nhận ánh mắt cảnh cáo của ngự phượng đàn, người lại lắm mồm, ta lập tức bắt ngươi về nhốt lại. Phương Bảo Ngọc lập tức lấy tay che miệng mình lại, hừ, có võ công thì giỏi lắm à, nhưng mà... Hắn rào hoạt cười, Căn cứ sự hiểu biết của hắn đối với đàn đàn, vị vận Ninh quận quân này khẳng định không đơn giản như vẻ ngoài đâu nha. Ngự Phượng đàn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt của những tiểu thư đang có mặt ở trong hoa viên, thân phận của hắn cao quý, dung mạo tuyệt lệ, lại vừa không có tin đồn phong lưu bay bướm, tất cả cộng lại, đương nhiên trở thành đối tượng ái mộ của đại đa số các tiểu thư rồi. Mà một vài ánh mắt ái mộ kia tự nhiên cũng khiến Vân Khanh chú ý tới, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên này, lại vừa vặn trông thấy An Sơ Dương đang ngước mắt nhìn về phía mình. Hôm nay An Sơ Dương thâm mặc trường bào cổ tròn bằng gấm màu lam, bên hông mang đai lưng màu đen, cả người tự hồ so với năm trước thì cao hơn rất nhiều, có cảm giác hắn như cây thông mạnh mẽ mà cô đơn trước gió. Môi nàng rác lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhìn An Sơ Dương gật đầu, hai người cũng được xem là người quen, gặp nhau cũng nên gật đầu chào hỏi, cho nên Vân Khanh dùng phương thức như thế chào hắn. An Sơ Dương không dự đoán được Vân Khanh sẽ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên này, nhìn đôi phượng mâu hàm chưa ý cười kia, trong lòng hắn hơi hơi máy động, thoáng có chút bối rối gật đầu một cái đáp lại nàng, nhưng động tác lại có vẻ cứng mắc, khóe miệng tựa hồ muốn cười, lại như không cười, kết hợp với vẻ mặt lạnh lung của hắn, trông rất không tự nhiên. Chương 356, tiếng hét vang trời, hai. Cũng may Vân Khanh đã quen với bộ dáng như vậy của hắn, nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, sau khi chào hỏi xong thì cũng thu hồi tầm mắt. Đứng bên cạnh chờ Vân Khanh nhìn về phía mình ngự phượng đàn tức giận đến hộp máu, sao Vân Khanh lại nhìn khối băng chết tiệt kia, lại không thèm nhìn mình, chẳng lẽ gã so với ta còn có mị lực hơn? Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, quét mắt về phía An Sơ Dương, chỉ một động tác đơn giản như vậy, không đợi hắn đánh giá ra cái gì, các tiểu thư vẫn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Ngự Phượng đàn, theo tầm mắt di chuyển của hắn, cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của An Sơ Dương. Tuy rằng gia đình An Thượng thư đến kinh thành đã được một thời gian, nhưng là An Sơ Dương lại rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, hôm nay xem như lần đầu tiên hắn lộ diện trước mặt người khác, tuy rằng không được lóa mắt như Ngự Phượng đàn, nhưng bề ngoài và ngụ quan của hắn cũng không thua kém những người khác đều có một phần mảnh khốp của nam nhân đôi mắt tuy rằng đen như mực nhưng lại rất trong suốt so với nét lạnh lùng nghiêm nghị của tứ hoàng tử thì hoàn toàn tương phản khiến cho người ta sau khi gặp hắn cũng sẽ không cảm thấy không thể thân cận nhất thời cũng có không ít tiểu thư bắt đầu lén nói thầm hỏi thăm vị công tử tuấn tú xa lạ này là ai sắp tới thời gian bắt đầu thọ yến tam hoàng tử cũng xuất hiện hắn là nhi tử của viên quý phi, cũng là hoàng tử lớn nhất của Minh Đế. Viên quý phi vốn là lương viện của Minh Đế khi ông vẫn còn là một hoàng tử, xuất thân không tính là cao nhất. Nhưng sau khi bà lập gia đình, phụ thân ở bên cảnh liên tiếp lập được chiến công, mãi cho đến khi được phong là Bắc Sương Hầu. Mà bà cũng đồng dạng không chịu thua kém, ở trong đám đông phi thiếp hạ sinh được hoàng tử đầu tiên, dựa vào đứa con trai này, nên được thăng làm sườn phi. Sau khi minh đế lên ngôi thì được sắc phong thành quý phi, đứng đầu trong tứ phi. Tuy rằng tam hoàng tử do một phi tần khác sinh ra, không thể so với ngũ hoàng tử được nguyên hậu sinh ra danh chính ngôn thuận, cũng không sánh bằng tứ hoàng tử có hoàng hậu hiện tại chống lưng, nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, chính là thứ trưởng tử. Trước nay lập thái tử đều dựa theo trưởng thứ, nhưng điều này cũng chỉ là quy định mà thôi. Nhìn lại lịch sử, có vị hoàng đế nào là trưởng tử con của hoàng hậu hay con trai trưởng, con cả, đâu chứ? Nhưng nói như thế nào, ít nhất theo lễ nghi, trưởng tử và con trai trưởng đều có ưu thế nhất định. Bên cạnh Tam hoàng tử đi theo hai vị trang phục mỹ nhân, một vị là chính phi của hắn, một vị là sườn phi của hắn. Chính phi xuất thân rất cao, là nữ nhi từ quốc công, nhưng cùng lắm chỉ có thể xưng là thanh tú, trên khuôn mặt tròn tròn là một đôi mắt nhỏ thoáng nhìn qua nheo lại như đang ngủ gà ngủ gật, còn hai má lại hơi nhiều thịt, khiến khuôn mặt càng trông như bánh bao. Nhưng các vị lão nhân ra lại thích bộ dạng phúc khí như vậy, mà vị sườn phi còn lại là biểu muội của hắn, là nữ nhi của thư nữ của Bắc Sương Hầu. Vị này sườn phi rất được tam hoàng tử sùng ái, nàng lớn lên cũng không được xem là xinh đẹp, nhiều nhất chỉ là một mỹ nhân trung bình, nhưng lại lớn lên từ nhỏ cùng với tam hoàng tử, hai người là thanh mai trúc mã cho nên ở trong lòng tam hoàng tử có vị trí khá đặc biệt mặc kệ trường hợp gì hắn đều mang theo vị biểu muội tâm đầu ý hợp của mình về phần thật sự tình đầu ý hợp hay do vị biểu muội này xuất thân là ngoại tôn của bắc sương hầu là nơi hắn có thể mượn sức đương nhiên không cần nói cũng biết cảm tình trong hoàng gia ở đại đa số thời điểm đều là lấy lợi ích làm đầu mà ở trong trí nhớ kiếp trước của vân khanh tất cả mọi người rất ít đề cập tới vị tam hoàng tử này, sau khi nàng gả cho cảnh hữu thần, cũng không có cơ hội được gặp tam hoàng tử. Cho nên nàng đối với mọi chuyện liên quan tới tam hoàng tử, đều là ở kiếp này sau khi tới kinh thành, chậm rãi thu thập tin tức mới biết được. Nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt, tam hoàng tử và tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều là ứng cử viên hàng đầu, việc này hoàn toàn không giống với kiếp trước. Vân Khanh mím môi, sóng mắt lưu truyền đã suy nghĩ rất nhiều tình huống, tất cả đều là hiệu ứng của việc nàng trọng sinh, khiến cho số phận của rất nhiều người đều thay đổi, có lẽ chính số phận của nàng cũng không giống với kiếp trước, nếu không, hai năm trước nàng trọng sinh, đã làm rất nhiều việc, không phải đã mở rộng ảnh hưởng tới thế cuộc tại kinh thành rồi sao? Trong lúc Vân Khanh đang suy nghĩ, thì bắt gặp vẻ mặt của ngũ hoàng tử mang theo ý cười tiêu sái tiến vào, một đường chào hỏi những người quen biết, một chút cũng không có bộ dáng làm kiêu, tươi cười trong sáng giống như ánh mặt trời, hắn đi đến bên cạnh ngự phượng đàn thì ngừng lại được. Như thế nào, ngày hôm nay sao ngươi lại tới sớm thế? Ngũ hoàng tử nhìn ngự phượng đàn đang nhíu đầu mày, cười hỏi. Nào phải chúng ta đến sớm, rõ ràng là ngươi đến quá muộn. Ngự phượng đàn trao trao mày, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bầu trời trong xanh, đôi phượng mâu hẹp dài lóe lên tia sáng, phản chiếu trời xanh mây trắng, trong hết sức thanh minh. Phụ hoàng vừa rồi ở phía trước viện bên kia cùng tuệ không đại sư tính năm nay vận số năm nay, ta và tam ca mới có thể lại đây trước một bước. Ngũ hoàng tử nhắc tới tuệ không đại sư là một gã cao tang đạo sĩ ở Đại Ung. Hắn không cố định tu hành ở chùa miếu nào, cũng không nói cho mọi người biết hành tung của hắn, từng nói pháp danh của hắn là tuệ không, ý chỉ chính là trí tuệ vô hạn của nhân loại, kỳ thật chính là một kẻ trống rỗng, so với biển Phật vô bờ ngay cả hạt muối bò biển cũng không bằng nguyên nhân chính là hắn cảm thấy ở trong chùa miếu tu hành là một loại tu hành hạn hẹp chỉ có cảm nhận được chúng sinh khổ nhạc bi thương mới có thể chân chính trở thành một đức phật nghĩ cho chúng sinh cho nên hắn hàng năm đều hành tàu ở núi trường giang và hoàng hà ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bên trong thị trấn mà mỗi một lần xuất hiện của hắn đều mang đến một ít lời tiên đoán về cảnh thế những lời tiên đoán cuối cùng đều trở thành sự thật cho nên người ở Đại Ung Quốc, từ quân vương đến dân chúng, đều đối với hắn có một loại tôn kính cao thượng. Sau khi Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử đến, đường đi phía trước lại đi tới một đám người, chính xác mà nói thì là một đám người bao vây một người đi ở phía trước. An Lão Thái Quân, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Tiết Quốc công vẻ mặt Xuân Phong tiêu sái tiến vào, giọng nói sang sảng cất lên chúc mừng An Lão Thái Quân. Đi theo phía sau đám người Tiết Đông Hàm cũng chúc thọ an lão thái quân, lực chú ý của mọi người đều bị một nhà này hấp dẫn. Tiết Quốc Công chấp trưởng quân đội nhiều năm, giơ tay nhấc chân thoạt, nhìn đều thập phần dũng mãnh, có một loại khi thế bá đạo đặc trưng của võ tướng, đi theo phía sau hắn là con trai trưởng Tiết Đông Hàm, cùng với cháu là Tiết Nhất Nam. Con trưởng Tiết Đông Hàm đã cưới vợ, đi bên cạnh hắn chính là vợ cả Hải thị, là con vợ cả của Túc An Bá bộ dạng đoan trang hiền thục. Mà song song bên cạnh Tiết Đông Hàm chính là Tiết Nhất Nam, trong khoảng thời gian này, hắn ở Kinh Thành cũng được coi là nam tử được nhiều người chú ý, lúc Tiết Quốc Công ra vào, đại đa số đều dẫn theo người cháu này, dáng vẻ đối với người cháu này vô cùng coi trọng. Đây là một phần tâm ý của ta, An Lão Thái Quân không nên chê cười. Tiết Quốc Công mặc dù nói như thế, nhưng ngữ khí lại mang theo sự tin tưởng mười phần, hiển nhiên hắn có niềm tin tuyệt đối vào lễ vật quý giá của hắn sau khi nói xong quản gia đi theo phía sau lập tức bưng lên một cái hộp bên trong là một khối ngọc làm long đầu trưởng cả khối ngọc không hề có đường nối ánh sáng xanh biếc khiến tấm vải gấm màu vàng sáng bao chung quanh như ánh thêm một vòng ánh hào quang có thể thấy được là ngọc tốt cực phẩm phải biết rằng một khối ngọc cực phẩm đối với các thế gia mà nói không coi là cái gì nhưng ước chừng dài hơn một thước hơn nữa toàn thân không có tạp chất là mỹ ngọc cực phẩm phi thường khó tìm được ngay cả có tiền cũng không nhất định có thể mua được khối ngọc quý như vậy để làm lễ vật thời điểm ánh mắt của an lão thái quân nhìn thấy khối ngọc này đáy mắt cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ vốn dĩ nên có mà ngược lại ở chỗ sâu trong đáy mắt có một tia phản cảm chẳng qua chúng được che giấu ở tận cùng bên trong dù là ai cũng khó phát hiện trong miệng vẫn mang ý cười nói chúc mừng cái gì chứ, ngài có thể tới chính là nể mặt lão thái bà ta rồi. Bà nói xong, phía sau đã có người tiến lên nhận lấy lễ vật, an lão thái quân và tiết quốc công cùng nhau đi song song, mời hắn về ghế của mình. Thứ này dùng là đầu quải trượng làm gì kia chứ, dùng lại không thể dùng, làm tác phẩm nghệ thuật cũng không thể suốt ngày cầm quải trượng đi tới đi lui. An tuyết oánh đáy mắt mang theo một chút hồ nghi, nhỏ giọng oán giận. Vân Khanh cười nhẹ, ngay cả An Tuyết quánh đều đã nhìn ra, An Lão Thái Quân Há có thể nhìn không ra, một quài trượng phỉ thúy thực phẩm, thứ nhất chính biểu đạt thế lực và tiền tài có một không hai của tiết quốc công, thứ hai chính là hàm chứa một loại đắc ý, đó là ngọc khí tuy nhìn đẹp đấy, nhưng mãi vẫn không thực dụng, chỉ có thể thi thoảng đem ra thưởng thức mà thôi. Ánh phi có thể ở trong công nhanh chóng thăng vị, trừ bỏ sau lưng có gia tộc ủng hộ nhất định là không thể thiếu nữ nhi tiết ra, và sự trợ giúp của Hoàng hậu, mà hôm nay Oánh Phi và Minh Đế cùng nhau đến Ninh Quốc công phủ, Hoàng hậu lại ở chữ tú cung bế môn tư quá, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, tiết quốc công đây là đang mượn cơ hội nói cho An Lão Thái Quân, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đi lên, vinh quang ngày hôm nay của Ninh Quốc công, là nhờ tiết quốc công phủ mới có được. Căn cứ tình huống hôm nay nhìn thấy của Ninh Quốc công phu nhân và An phu nhân ở thiên sảnh e rằng Ninh Quốc công phu nhân và An Ngọc Oánh đã nói không ít chuyện cho Tiết Quốc công về An Phu nhân và An Tuyết Oánh, căn cứ vào loại ác nhân cáo trạng trước như An Ngọc Oánh, không chừng đã sắp xếp mưu kế đối phó An Tuyết Oánh. Đồng thời cũng mượn việc Quải trưởng mà nói cho An lão thái quân biết, ai mới chân chính là người có thực lực. Quả nhiên là quyền thế thật lớn, hôm nay đến chúc thọ, so với Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử thì tới muộn hơn vài phút tiết quốc công thật không hổ là quyền khuynh vua và dân, võ tướng tay cầm trọng binh. Vân Khanh hơi chuyển mắt, liền có thể nhìn đến sắc mặt của tam hoàng tử cũng không quá tốt. Thời điểm ánh mắt nhìn tiết quốc công, ngón tay giấu trong tay áo thoáng nắm lại, chỉ sợ là đang cố gắng áp chế sự tức giận của bản thân mình. Còn ngũ hoàng tử, Vân Khanh cười nhẹ, trừ bỏ ý cười trong sáng vẫn như vừa rồi, thật ra nhìn không ra cái gì chính là ánh mắt vẫn tiết lộ cảm xúc bất mãn của hắn. Bị một thần tử đối xử như thế, người bình thường đều đã không kiềm chế được nóng này. Vị ngũ hoàng tử này có thể che giấu tâm trạng tốt như vậy, đã nói lên hắn quả thật không đơn giản rồi. Đang lúc Vân Khanh suy nghĩ, nàng lại cảm giác được có tầm mắt đang nhìn về phía mình, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, theo phương hướng kia, không phát hiện ra được bất luận ánh mắt của kẻ nào, bất quá nơi đó. Người đều là người tiết gia. Nếu theo như lời Ngự Phượng đàn nói, đám người tiết quốc công bọn họ khẳng định đã hận nàng thấu xương rồi. Yến hội hôm nay cũng không phải là một yến hội đơn giản, trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ trầm ổn như trước, độ cong khóe miệng lại tiết lộ ra một tia cười khẽ. Mà lúc này từ trước viện đi tới một đám người, cầm đầu là Minh đế mặc long bào ngũ trào màu vàng sáng, đứng bên trái ông là một mỹ nhân mặc cung trang lả lướt tóc mây cao cao như tuyết, khuôn mặt đoan trang tú lệ, minh diễm động lòng người, xem trang phục cùng chế thức thuộc loại phi tử nhất đẳng, chính là trưởng nữ của ninh quốc công an lộ oánh, oánh phi nương nương trong cung. Ánh phi năm nay bất quá chỉ sắp xỉ tứ tuần, tiến cung mấy năm liền được thăng cấp từ một phi tử nhị phẩm thành phi tử nhất phẩm, thật sự là thành ân to lớn, lần này nếu không phải nàng mở miệng thỉnh cầu trở về chúc thọ an lão thái quân. Minh đế cũng sẽ không đề cập tới chuyện đi đến Ninh Quốc công phủ mà nay xem nàng một thân trang phục, trên đầu là phượng châm bằng huyết ngọc, có thể nhìn ra được đó chính là ngọc tốt ngàn năm khó gặp, tôn lên làn da trắng loáng của nàng, hai gò má cao ửng hồng, toàn thân toát ra một ý vị riêng biệt, có thể thấy được minh đế đối với nàng ân sủng bao nhiêu. Ở bên phải minh đế, còn có một người khác thân khoác áo cả sa màu đỏ, chân mang tăng hài, trên mặt có tròm dâu trắng hiếm có của tăng nhân, một tay đang dựng thẳng lên đặt ở trước ngực, đi theo bên cạnh Minh Đế. Tuệ không đại sư, vừa rồi hàng chữ xuất hiện trong sa bàn, bàn cát, giải thích như thế nào? Minh Đế sắc mặt ác liệt, hai chồng mắt sáng quắc, nhưng trong giọng nói lại cho thấy ông rất coi trọng vị đại sư này. Ý trời ban xuống, tự có ngụ ý, đến thời điểm thỏa đáng, bệ hạ tự nhiên có thể nhìn thấy. Tuệ không đại sư hơi hơi vuốt cằm, thanh âm mang theo một loại mở mang không xa, cụp xuống mí mắt. Đối với Minh Đế giải thích. Minh Đế vừa đi vừa suy nghĩ, lông mày cau lại, hình như có chút lo lắng, Quánh Phi dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt của Minh Đế, thanh âm mềm nhẹ, chậm rãi nói, "Bệ hạ, Tuệ Không đại sư nếu đã nói, thuận theo ý trời, bệ hạ mệnh chân long thiên tử, vậy việc kia sẽ ở thời điểm thích hợp mà xuất hiện trước mặt bệ hạ, hôm nay nếu không phải bệ hạ cho nô tỳ vinh quang, đến trúc thọ tổ mẫu" chỉ sợ tuệ không đại sư cũng không thể khéo như vậy, gặp được bệ hạ, có thể thay bệ hạ phân yêu đôi điều. Lời này của nàng ta nói nghe thật hay, vốn minh đế đến ninh quốc công phủ mới có thể gặp được tuệ không đại sư, nhưng qua lời nói khôn khóe của oánh phi, liền đổi thành tuệ không đại sư hữu duyên mới có thể được gặp minh đế, làm cho minh đế nghe thực xuôi tai. Minh đế gật đầu, ánh mắt khi nhìn oánh phi liền nhu hòa đi một phần, chính là hàng mày vẫn nhíu lại như trước bởi vì câu nói kia vẫn chưa được hóa giải. Ái Phi nói rất đúng, chấm hôm nay đến đây là để chúc thọ an lão Thái Quân, thời gian không còn sớm nữa, cũng nên khai tiệc rồi. Minh Đế vừa dứt lời, Oánh Phi cực kỳ dịu ngoan mỉm cười, trong đôi mắt lại hiện lên một chút ánh sáng quỷ dị, ở góc độ những người khác nhìn không tới, ra hiệu với nha hoàn đứng ở phía sau, sau đó kính cẩn đi theo sau Minh Đế khi nội thị hô to một tiếng bệ hạ giá lâm. Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, Vân Khanh cũng không ngoại lệ từ trên băng ghế đứng lên, quỳ gối hành lễ. Mà An Tuyết oánh là cháu gái của chủ nhà, vội vàng bước về trước vài bước, đứng ở phía trước, cùng An Sơ Dương đứng song song, hành đại lễ nghênh đón Minh Đế. Đợi Minh Đế bước vào hoa viên, lấy An Lão Thái Quân, Tiết Quốc công cầm đầu, cùng với những người khác cùng nhau hô to, cung nghênh bệ hạ thánh giá, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ánh phi khoan thai bước vào, bước chân tao nhã huyền truyền, khóe miệng khẽ mỉm cười, cùng tiến vào với minh đế, khóe mắt lướt qua những người đang có mặt, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tia sáng không có ý tốt thoáng ngừng lại một chút trên người vân khanh. Cùng đi theo minh đế còn có tứ hoàng tử, đôi mắt chim ưng sắt bén của hắn đảo qua hoa viên, nhanh chóng phát hiện một thân ảnh đang đứng xem lẫn giữa mọi người, sau khi trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh diễm, lại biến thành lãnh ý thật sâu. Nếu như nàng đứng về phía hắn, hắn có thể cân nhắc lưu lại cho nàng một mạng, nhưng lần này việc làm của nàng là hướng tới mẫu hậu và hắn, thừa nhận áp lực quá lớn, trong khoảng thời gian này hắn mệt mỏi đi ứng phó đủ loại công kích, mà hết thảy mọi việc đều là do một nữ nhi thương nhân là nàng thúc đẩy. Người thông minh cơ trí như vậy, nếu như trợ giúp hắn thì thật tốt, nhưng cố tình nàng lại muốn nhắm vào hắn, một khi đã như vậy, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần có một người ngăn trở đừng đi lên đế vị của hắn thì đều không thể lưu lại. Tứ hoàng tử Mâu Quang mang theo một tia quyến luyến, còn có một tia đáng tiếc, xen lẫn chút hung ác, dù cho là nữ nhân, đều luôn không thể sánh bằng Giang Sơn, Thẩm Vân Khanh, chỉ trách nàng đã chọn sai trận tuyến, sau ngày hôm nay, dưới cửu tuyền Nàng chớ có trách ta. Từ phía trước phóng tới một ánh mắt lạnh lẽo, làm cho Vân Khanh sâu sắc cảm nhận được nội tâm đột nhiên căng thẳng, sau khi cùng mọi người cao giọng bái kiến Minh đế xong, trong hoa viên xuất hiện bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét phá không. Chương 357: Yêu nữ hại nước. Hơi thở cực kỳ âm lãnh xuất phát từ phía trước khiến cho Vân Khanh cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Nội tâm đột nhiên căng thẳng, sau khi tiếng vang của mọi người bái kiến Minh đế chấm dứt, trong hoa viên xuất hiện bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét vang trời. Tiếng kêu kia kéo dài, ở giữa không trung truyền đến, giống như một đạo đao khí sắc bén lọt vào trong tay mỗi người, Minh đế vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con diều hâu đang bay lượn trên bầu trời, bay về phía hoa viên, đôi mắt âm u của Minh đế hơi ngưng trọng nhìn con diều hâu đột nhiên xuất hiện kia vào mùa này trong kinh thành làm sao có thể xuất hiện loại diều hâu hoang dã này chứ mọi người thấy minh đế nhìn lại cũng đều ngẩng đầu nhìn trong lòng cảm thán đúng lúc này ngự phượng đàn đột nhiên từ tư thế quỷ lại đứng lên từ bên hông rút ra cánh cung hướng về phía hung điều kia bắn tới thế tên bay nhanh động tác nhanh gọn cơ hồ vào lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bắn rớt con diều kia rồi hành động của hắn khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ khiếp sợ không phải là tài bắn cung cao siêu của ngư phượng đàn, mà là ở trước ngự giá. Ngư phượng đàn thế nhưng dám trực tiếp bắn tên, việc ở trước thánh giá lấy ra vũ khí là hành vi phi thường bất kính. Còn trong mắt tứ hoàng tử và oánh phi lúc này, tràn ngập chấn động, bọn họ bày kế lâu như vậy, cũng vì bước ngoặc cuối cùng này. Thế nhưng làm đến đây lại bị ngự phượng đàn dùng một mũi tên bắn rớt, việc này làm sao có thể khiến họ cam tâm nếu là như thế thì thiên ngữ trước đó làm sao có thể thành hiện thực chẳng lẽ sự dàn xếp lúc trước nay đều thành công cốc sao ngay tại lúc mọi người đều cảm thấy ngư phượng đàn sẽ phải bị khiển trách chỉ thấy hắn thong dong thu hồi cung tên sau đó đi lên phía trước nhặt con diều hâu kia lên sau đó đi đến trước mặt minh đế hô to hoảng bá bá thật sự là đáng mừng Minh Đế đương nhiên thấy được hành động bắn tên của ngự phượng đàn, ở trước mặt ông bày ra vũ khí, còn là ở trong nội viện, sắc mặt ông không khỏi lạnh đi vài phần, nói, người bắn chết diều hâu, việc này có gì để chúc mừng. Khuôn mặt như ngọc của ngự phượng đàn không mảy may thay đổi, độ cong nơi khóe miệng càng cao, trong đôi mắt phượng lộ ra kinh hỉ, hoàng bá bá, người xem, con diều hâu này đang cắp cái gì. Minh Đế thấy hắn nói chuyện tự tin như vậy, liền đem ánh mắt chuyển đến đôi chảo của con tử ưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong chảo của con tử ưng còn đang quắp một con rắn màu hoàng kim to bằng ngón tay con chim này lúc chết vẫn không chịu buông móng vuốt ra con rắn nhỏ kia còn đang dãy dụa muốn trốn thoát đây không phải chỉ là một con rắn sao oánh phi nhìn đến con rắn trong chân chim kia không cam lòng kế hoạch vì vậy mà thất bại bèn hỏi ngược lại minh đế thật ra đã biết tên của loại rắn này nhưng lại không hiểu rốt cuộc con rắn này cùng với việc nên chúc mừng có liên quan gì đến nhau. Hoàng bá bá, hoàng kim xà còn có tên gọi khác là long xà, trong truyền thuyết dân gian nói cách khác chính là xà có tiên khí, trải qua tu luyện vượt qua được thiên kiếp, sống quá ngàn năm sẽ mọc sừng, chân chính biến thành rồng, hôm nay con diều hâu này đột nhiên xuất hiện, bắt long xà, là do tà khí quá thịnh mà một mũi tên lúc nãy đã bắn hạ con diều hâu nên long xà mới có thể được cứu, tượng trưng cho khí hoàng long cường thịnh, tà không thể áp chính. Ngự phượng đàn đang cầm con diều hâu đã chết kia từ từ giải thích, sắc mặt như được gió xuân thổi qua, làm khuôn mặt hắn tản ra ánh sáng hoa lệ, nếu không nghe nội dung lời hắn nói, còn tưởng rằng hắn đây là đang thảo luận cảnh đẹp núi sông. Hà, còn có cách nói như vậy sao? Mình đế nhẹ nhàng hỏi ánh mắt lại chuyển đến trên người Tuệ Không đại sư đang đứng bên cạnh ông. Nghe được cách nói của Ngự Phượng đàn, trong mắt Tuệ Không đại sư lộ ra một tia đắc ý bí hiểm, ánh mắt giao với tầm mắt của ánh Phi đang nhìn sang, hơi gật gật đầu, hai tay chấp lại nói, "Bệ hạ, Cẩn Vương Thế tử nói về chuyện Long xà, ở dân gian xác thực có truyền thuyết này, Long xà trải qua thiên kiếp, có thể lột bỏ thân rắn, biến thành chân long." nghe nói đây chính là long tử trên trời vì phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian lịch luyện nghe hắn vừa nói như vậy nét âm trầm trên mặt minh đế rút đi không ít cách nói của ngự phượng đàn được tuệ không đại sư thừa nhận vậy hắn ở trước ngự giá bắn tên cũng là vì bệ hạ liền không có quan hệ tiết quốc công cũng không cam tâm kế hoạch của mình liền cứ như vậy bị phá hỏng ngẩng đầu lên nhìn minh đế nói dù là có diều hâu xuất hiện bên cạnh bệ hạ còn có thị vệ Cần vương thế tử biết rõ hôm nay bệ hạ sẽ xuất hiện, trong người mang cung tiễn, lòng giả khó lường. Hắn nói như vậy, chính là hoài nghi mục đích ngư phượng đàn mang theo cung tiễn, ngầm muốn nói ngự phượng đàn mang theo cung tiễn là có ý đồ ám sát rồi. Nào ngờ ngự phượng đàn nghe xong lời hắn nói, ý cười trong mắt hẹp đổi thành tia trào phúng, nhìn tiết quốc công nói, nếu quốc công ngươi còn biết bên cạnh bệ hạ có thị vệ, vậy thì cần gì phải hoài nghi năng lực của thị vệ như thế ngươi đây là đối với vi thống lĩnh mới nhậm chức có chuyện bất mãn sao hắn chỉ một câu đã thay đổi khái niệm liền đem sự tình phát sinh kéo đến trên người vi đang thành trước đó án kiện hắc y nhân xuất hiện náo loạn trong đêm thất tịch minh đế không thể nào không biết mục đích thực sự của việc này chỉ là ông sẽ không làm rõ sự việc này ra ngoài ánh sáng ngầm trọng dụng vi đang thành người không có quan hệ quan trường phức tạp trong kinh thành Việc này nói rõ Minh Đế đối với tất cả mọi chuyện đều rất rõ ràng. Ông cũng sẽ không đem chức vị chịu trách nhiệm an nguy của kinh thành giao cho bất kỳ người của phe phái nào. Kể từ đó, Tiết Quốc Công hôm nay lại nói thông lĩnh cấm vệ quân quản lý không nghiêm. Đây nhất định sẽ làm Minh Đế không vui. Hơn nữa Hoàng hậu nay bị giam lòng ở chữ Tú Cung. Vị đế vương đa nghi này sẽ cho rằng Tiết Quốc Công đây là đang đối với việc ông làm tỏ thái độ bất mãn. Quả nhiên, Minh Đế tầm mắt tuy bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn tiết quốc công lại băng lãnh hơn, ngữ khí lạnh lùng nói, phượng đàn bắn hạ loại tà vật như con diều hâu này, là vì nghĩ cho ta, nếu để cho diều hâu kia quăng rắn xuống giữa đám người, chẳng phải sẽ phá hỏng bùi thọ yến của an lão thái quân rồi sao, bất quá. Mình đế nhìn xuống câu nói đánh 50 đại bản, lại nhìn phía ngự phượng đàn, về sau không nên mang những thứ như vậy xuất hiện trong những trường hợp thế này. Đối với kết quả như thế, Thật sự là rất tốt, tiết quốc công tay cầm hùng binh, minh đế không thể quá lời trách phạt hắn, cho nên cũng phải nói ngừ phượng đàn một câu, Ngự phượng đàn vui cười đáp ứng, không thèm quan tâm mà đem diều hâu cùng rắn đưa cho thị vệ bên cạnh. Còn tiết quốc công thì tức giận đến ngầm cắn răng, ở ngoài mặt còn không thể không tán dương minh đế nói rất đúng. Nhìn thấy tiết quốc công đồng ý, sắc mặt minh đế lại treo đầy ý cười. Nhìn An lão thái quân vẫn quỳ gối ở phía trước, thân thiết nói: "Lão thái quân xin đứng lên." Từ khi Minh đế tiến vào mãi cho đến bây giờ, ít nhất cũng được hai nén hương, mọi người đều đã quỳ đến đầu gối phát đau. An lão thái quân lớn tuổi, thiếu chút nữa đứng lên không được, vẫn là do Ninh quốc công phu nhân tiết thị cùng An phu nhân hai người chạy nhanh đi lên dìu bà, những người khác mới vội vàng đứng lên, dựa theo vị trí mình tự lựa chọn ngồi xuống vân khanh mắt lạnh nhìn chuyện vừa rồi phát sinh con diều hâu và rắn kia tuyệt đối không thể đột nhiên xuất hiện hơn nữa khi ngự phượng đàn bắn hạ con diều hâu thì đáy mắt oánh phi cùng tứ hoàng tử nhanh chóng nổi lên lửa giận chỉ sợ trong chuyện này ẩn chứa một cái bẫy chết người ngay cả oánh phi đều hợp sức ra tay lúc này đây an ngọc oánh nhất định là muốn hoàn toàn chỉnh chết nàng rốt cuộc bọn họ đã dùng loại thủ đoạn gì vì sao vừa rồi lại xuất hiện ưng cùng xa chứ Vân Khanh bưng chén trà trong tay, nhanh chóng phân tích mọi khả năng, tinh tế hồi tưởng lại mọi chuyện phát sinh từ thiên sảnh, lại đến một màn vừa rồi, đem những dấu hiệu bất thường liên kết với nhau. Từ lúc Minh đế đến, yến hội chính thức bắt đầu, Minh đế đương nhiên là ngồi ở trên vị trí cao nhất, mà hai bên trái phải của ông, lần lượt là Oánh phi cùng An lão thái quân, còn Tuệ Không đại sư thì ngồi ở mé sau của Minh đế, bởi vì ông ta là người xuất gia cho nên An Lão Thái cũng cố ý cho người chuẩn bị cho ông ta một bàn đồ chay, hơn nữa vì tỏ vẻ tôn trọng, nên không xếp ông ta ngồi cùng những khách mời khác. Từ khi những tiếng nhạc len keng lưu loát như nước chảy vang lên, toàn bộ vũ nữ trên khán đài đồng loạt lui xuống, lộ ra một khoảng sân rất lớn, nhịp điệu hai bên nhạc sư tấu lên cũng cao hơn mấy phần. Đây là đang biểu diễn tiết mục gì thế? Oánh Phi vừa thấy trận thế như vậy liền đúng mực cất tiếng hỏi An Lão Thái Quân. An Lão Thái Quân ha ha cười, trả lời Minh Đế là Ngọc Oánh Nha đầu kia, nói hôm nay là đại thọ của Lão Thân, nàng thân làm cháu gái, muốn tặng cho Lão Thân một món quà đặc biệt có một không hai. Không tệ, Oánh Phi, chậm như rõ muội muội này của ngươi ở Kinh Thành là danh tài có tiếng A. Minh Đế gật đầu cười, quay đầu nhìn Oánh Phi hỏi. Ngay cả bệ hạ cũng biết đến, Ngọc Oánh cũng được coi là có một hai tài hoa. Oánh Phi quyến rũ cười, nâng chén cùng Minh Đế đồng ẩm, đáy mắt lại là vô tận không cam lòng, thầm nghĩ màn kịch hôm nay đã bị phá hỏng, bây giờ phải làm sao để hạ bệ thẩm vân khanh đây, mà bệ hạ cũng không phải thường xuyên xuất cung. Từ tiết tấu âm nhạc dần dần thay đổi, một nhóm mỹ nhân hồng y từ một góc vũ đài đi lên, các nàng chân sen biển chuyển như nước, lượn lờ tiêu sái đến giữa đài vũ bước nhẹ nhàng, như khung cảnh quần tinh ủng nguyệt, dần dần cúi gập thắt lưng, lộ ra cô gái mặc vũ y đỏ thẫm ở chính giữa. Tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, sau đó cô gái nhẹ nhàng cúi đầu, âm sắc như hoàng oanh, ngọc oánh chúc bệ hà vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc tổ mẫu phúc thọ kéo dài, hàng năm đều có ngày này. Hôm nay, cháu gái cố ý dâng cho tổ mẫu một điệu nhảy, hy vọng tổ mẫu có thể thưởng thức thanh âm nàng ta vừa dứt tiết tấu âm nhạc liền trở nên sôi nổi tay áo an ngọc Quánh theo tiết tấu mà vung lên từ từ khởi động cánh tay áo huyền chuyển như nước dưới ánh mặt trời tung bay các vũ nữ lúc đầu lên sân bây giờ giạt ra hai bên đem phần trung tâm khán đài lưu lại cho an ngọc Quánh biểu diễn mà tiếng nhạc vào lúc này lại trở nên càng phức tạp một trận gió thổi bay vô số cánh hoa rơi xuống giống như một trận mưa hoa hướng về phía cô gái đang múa dừng ở trên mái tóc mây xinh đẹp tuyệt trần, những cánh hoa như theo từng động tác múa, cả người nàng giống như tiên tử phiêu giật mà thanh tú. Vân Khanh nhợt nhạt cười, tựa hồ rất có ý vị thưởng thức vũ đạo trước mặt, hiện tại kỹ thuật nhảy của An Ngọc Oánh so với hai năm trước đã tiến bộ không ít, thắt lưng như liễu, mặt như phủ dung, thân mình như cảnh liễu trong gió, nhẹ nhàng tung bay, nhưng đây còn chưa tới lúc đặc sắc nhất. Vũ đạo của An Ngọc Oánh phải đến phút cuối cùng, mới có thể bộc lộ tinh hoa của nàng ta. Bởi vì nàng ta địa vị cao quý, là đích nữ của Ninh Quốc công, nên hiếm khi ở trước mặt quần chúng biểu diễn, mà một khi biểu diễn, đều dùng vũ đạo sở trường hoa nở trên tay, kỹ thuật lúc này của nàng ta chính là thời điểm đóa hoa chậm rãi nở rộ. Mọi người đương trường dần dần bị vũ đạo của nàng ta hấp dẫn, ngay cả An lão thái quân cũng rất hiếm khi nhìn đến An Ngọc Oánh thận trọng khi biểu diễn như thế trong ánh mắt cũng ánh lên sự kiêu ngạo, Ninh Quốc Công phu nhân thì vẻ mặt mang đầy đắc ý, thỉnh thoảng ở trên mặt các phu nhân cùng tiểu thư đảo qua, thưởng thức sự say mê và hâm mộ trên khuôn mặt của bọn họ. Đương nhiên, An Ngọc Oánh lần này cố ý biểu diễn vũ khúc này trước mặt mọi người không chỉ vì chúc thọ cho An Lão Thái Quân, chủ yếu là trong khoảng thời gian này, những tiếng xấu của An Ngọc Oánh ở Kinh Thành đã dần trở nên tệ hại, thậm chí đã trở thành nhân vật phản diện trong các lời dân cho khuê nữ trong kinh. Điều này làm sao Ninh Quốc Công Phu Nhân có thể chấp nhận, cho nên thừa dịp hôm nay các hộ quan to quý tộc toàn bộ đều có mặt, cho An Ngọc Oánh biểu diễn vụ đạo sở trường nhất của mình. Từ đó có thể xóa bỏ những tiếng đồn xấu. Dù sao, kỹ thuật nhảy của An Ngọc Oánh ở trong kinh thành cũng thuộc dạng hiếm thấy. Khi tiếng nhạc đạt đến cao trào, An Tuyết Oánh làn váy tung bay, mái tóc đen nhánh bắt đầu chậm chậm xoay tròn, làn váy vì điệu múa hoa nở trên tay. Mà chế tác bắt đầu theo động tác kiễng mũi chân của nàng ta mà từ từ mở ra. Thời khắc đẹp nhất của màn vũ đạo này đến rồi. Dưới khung cảnh vô số cánh hoa bay múa, An Ngọc Oánh nhanh chóng động thân mình, cả người nàng ta hóa thành một cột trụ không ngừng xoay tròn. dáng người tinh tế yểu điệu như dính liền với mặt đất, tất cả mọi người đều nhìn không rõ động tác của nàng ta, chỉ có làn váy lay động khiến cả người nàng ta như trở thành một đóa hoa đang nở rộ cực hạn, như một đóa hoa muốn khoe ra nét đẹp của mình mà không ngừng lay động dáng người thướt tha. Tất cả mọi người bắt đầu tán thưởng, thậm chí có tiểu thư bắt đầu thầm đếm số vòng an ngọc oánh xoay được, mà Minh Đế hiển nhiên cũng bị kỹ thuật ngày này hấp dẫn rồi. Theo số vòng nàng ta xoay càng ngày càng nhiều, đã vượt qua giới hạn thường ngày là 26 vòng, tạ thị cũng thấp giọng ca ngợi như điệp như phong, con ong nhẹ nhàng biển chuyển như muốn bay lên. Mà nam khách bên kia đã có người bắt đầu vỗ tay. Tiểu Nhi tử của lễ bộ thượng thư Lâm Tân thậm chí đã đứng lên, hô đẹp, tuyệt đẹp. Trên mặt váy kia còn có long vân. Dưới ánh mặt trời chói lóa, theo cước bộ của An Ngọc Ánh, trên mặt váy của nàng ta bắt đầu lóe lên một màu vàng trói mắt mọi người nghĩ rằng nàng ta là ở trên váy phủ thêm kim phấn, như bột kim tuyến, nhằm tăng thêm hiệu quả huyền lệ của điệu nhảy nên cũng không quá lưu ý. Sau khi nghe tiếng hô lại ngước lên nhìn, liền thấy dài kim phấn dưới ánh mặt trời bởi vì nàng ta không ngừng xoay tròn mà tạo nên cảnh tượng cự long phi thiên. Loại tâm ý kỳ dị này, khiến trong lòng mọi người đều âm thầm hâm mộ, chỉ có thể nói Ninh Quốc công phủ hôm nay đã hao hết tâm tư. Ngay cả vũ đạo cũng có thể nghĩ đến chi tiết đặc sắc như thế này, dùng vũ đạo không ngừng xoay tròn tạo ra một con cự long phi thiên như thế mà khác với những ánh mắt hâm mộ ghen tị khâm phục xung quanh lúc này trong mắt tiết quốc công ninh quốc công phu nhân oánh phi lại tản ra thần sắc kinh ngạc bàn tay minh đế đang cầm chén rượu đột nhiên nắm chặt trong đôi mắt thâm u nổi lên tia kỳ quái nhìn thân ảnh an ngọc oánh đang không ngừng xoay tròn ngụy ninh đem thiên ngữ vừa rồi thảo luận cùng đại sư lấy ra lần nữa Ngụy Ninh nhận lệnh, từ trong tay áo lấy ra tấm ký ngữ kia, đưa cho mình đế. Ánh Phi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cười nói, "Bệ hạ, ký ngữ này đại sư có nói là sau khi trời giáng dấu hiệu mới có thể xem, nếu mạo muội mở ra, chẳng phải sẽ mất linh sao?" Mình đế nhìn nàng ta một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, từ trong tay Ngụy Ninh nhận lấy tấm Phật ký kia, nghiêm túc mở trang giấy ra, tỉ mỉ nhìn thiên ngữ phía trên sắc mặt vừa rồi còn không nhìn ra một chút thay đổi nay trực tiếp biến thành đen như đáy nồi món tay gắt gao nắm một cạnh của phật ký cơ hồ là đang khống chế lửa giận của mình ngụy ninh đứng ở bên người minh đế ánh mắt thoáng nhìn qua phật ký khuôn mặt cho dù đã trải qua bao sóng gió tu dưỡng tốt cỡ nào cũng tránh không được biến đổi ánh mắt dừng lại ở trên người an ngọc oánh lúc đầu là kinh diễm nay liền biến thành thương hại Mới vừa rồi tuệ không đại sư đang thay minh đế tính toán vận hạn năm nay thì đoán ra một câu phượng mặc mẫu đan long phi thiên. Câu ký này, từ ngoài mặt nhận xét thì đây là một quẻ tượng tốt. Minh đế hỏi tuệ không đại sư, hàm nghĩa thực tế của nó là gì? Tuệ không đại sư nói trên trời sẽ cho ông lời giải thích. Tuệ không đại sư tiếp theo lại cho minh đế một quyền Phật ký, dặn dò, khi có dấu hiệu giải quẻ xuất hiện, lại mở ra Phật ký, bên trong sẽ có lời giải cho vận hạn năm nay. Vừa rồi điệu múa An Ngọc quánh biểu diễn, khiến nàng ta nhìn như một đóa mẫu đan nở rộ, đang không ngừng xoay tròn, theo từng chuyển động của điệu múa, kim phấn dưới ánh mặt trời phản chiếu ra cảnh tượng cự long phi thiên, đúng là ứng với quẻ tượng Phượng Mặc Mẫu Đan Long phi thiên. Mà là Ngụy Ninh giật mình là, ở trên Phật ký kia viết bốn chữ, mỗi một chữ khi mở ra đều là những từ cực kỳ bình thường, bút pháp kia phi thường bình thản đặc trưng của Phật gia nhưng nếu hợp cùng một chỗ, lại có thể khiến cho một đế vương tuyệt đối nổi giận. Bởi vì bên trên viết, nữ đại ngự hưng. Ngự là quốc họ của đại ung triều, nữ đại ngự hưng ý nghĩa là sẽ có một nữ tử thay thế ngự ra trở thành tân hoàng. Ánh phi nhìn gân xanh trên mặt minh đế như đang nhảy lên, toàn thân đều bị dọa đến run lên, nàng ta rất rõ ràng tâm tình lúc này của minh đế là như thế nào, nhưng nàng ta hiện tại lại không thể ra mặt cầu tình nếu nàng ta cầu tình cũng có nghĩa là nàng ta đã sớm biết bên trong Phật ký kia viết những gì, đến lúc đó tội danh chỉ có thể truyền đến trên người nàng ta. Cho nên, nàng ta cùng Ninh Quốc công phu nhân liền trơ mắt nhìn An Ngọc Oánh nhảy xong một khúc, nhẹ nhàng nở nụ cười cúi đầu tất cả mọi người. An Lão Thái Quân không nhận thấy được không khí quỷ dị bên cạnh, ngoắc tay nói với An Ngọc Oánh, cháu gái ngoan, biểu diễn điệu nhảy rất là đẹp mắt, mau đến chỗ tổ mẫu. An Ngọc oánh cười kiều mị điềm nhiên tiêu sái đi lên, đôi mắt đảo qua ngự phượng đàn đang ngồi ở một bên, nhìn đôi mắt như mặt ngọc của hắn cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt kia kỳ quang chuyển động, dáng vẻ như vì kỹ thuật nhảy đặc biệt của nàng ta mà tán thưởng, nội tâm nàng ta như con thỏ nhỏ nhảy loạn, xấu hổ cúi đầu đứng ở trước mặt An Lão Thái Quân. Ngay lúc An Lão Thái Quân muốn kéo tay An Ngọc oánh chỉ thấy Minh Đế bỗng nhiên đứng lên, hướng thị vệ hai bên hô, mau đem ả à yêu nữ này bắt lại cho ta. Minh đế ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời ngây ngốc. Thị vệ không quản nguyên nhân là gì, chỉ cần Minh đế phát ra mệnh lệnh, lập tức đi lên bắt An Ngọc Oánh lại. An Ngọc Oánh còn chìm đắm trong sự hưng phấn khi được Ngự Phượng Đàn để ý, không ngờ tới giây tiếp theo mình lại trở thành yêu nữ, kinh hoàng nhìn Minh đế, bệ hạ, người đây có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Minh đế trong tay gắt gao nắm chặt quyền Phật ký kia, nhìn khuôn mặt mỹ mạo của An Ngọc Oánh, trong lòng càng thêm tin tưởng lời phán trong quyền Phật ký. Lúc trước vào thời lục quốc chiến loạn thì Nam Bình Quốc đã có hoa hoàng hậu thay thế quốc chủ. Nay An Ngọc Oánh nếu thật sự có giá tâm này, cũng không phải là không có khả năng. Ông chỉ vào An Ngọc Oánh nói, ý của ngươi là chẫm hiểu lầm ngươi rồi. Vừa rồi khi ngươi khiêu vũ, vừa vặn ứng nghiệm với Phật ký của Đại sư ngươi là đồ yêu nữ mưu quốc xoán vị tạ thị nhìn sự việc đột nhiên phát sinh vội vàng cầm tay nữ nhi xác định nữ nhi còn ở bên người sau đó mới nhẹ giọng nói việc này sao an tiểu thư đang yên đang lành lại biến thành yêu nữ chứ vân khanh nhanh chóng ngước mắt cùng ngự phượng đàn ở đối diện lần lượt trao đổi ánh mắt đáy mắt xẹt qua một đạo ám quang vừa rồi nàng trầm tư hồi lâu vì sao ninh quốc công phu nhân cố ý lại muốn nàng đi thay quần áo sau đó lại lộ ra vẻ mặt thất vọng như vậy, dựa vào lời đề nghị đột một đó, bà ấy tuyệt đối sẽ không ở trên quần áo động tay chân, bởi vì nếu thay là quần áo của Ninh Quốc công phủ, phạm vào điều kiêng kỵ gì, đến lúc đó Ninh Quốc công phủ cũng sẽ không thoát được quan hệ, cho nên lúc ấy bà ta chẳng qua cố ý đánh lạc hướng Vân Khanh mà thôi. Kế tiếp tranh thủ thời gian Vân Khanh đi thay quần áo, đem chỗ ngồi trong hoa viên toàn bộ lấp đầy, chỉ lưu lại vị trí được xếp hình hoa mẫu đan phải biết rằng mẫu đan là loài hoa mà nữ tử yêu nhất nếu như không vì nguyên nhân đặc thù đây hẳn là vị trí bị chiếm lấy đầu tiên hơn nữa lúc ấy vân khanh có chú ý tới hình bộ thượng thư phu nhân còn chỉ đứng ở một phía trong vườn hoa mà không ngồi xuống hình bộ thượng thư thích phu nhân lại là người yêu mẫu đan có tiếng trong kinh thành không thể nào vì thọ yến mà quên mất việc này vậy trong đây nhất định có duyên cớ gì đó thân là gia chủ Ninh Quốc Công Phu Nhân đối với việc khống chế vị trí chống tuyệt đối không phải việc khó, để Vân Khanh ngồi xuống xong, sau đó Ninh Quốc Công Phu Nhân lại cho người đi thả diều hâu. Con diều hâu này kỳ thật là đã sớm được huấn luyện tốt, ở hậu đài còn có người dùng còi khống chế, sau khi đến chỗ Vân Khanh, liền đem con hoàng kim xà trong móng chân thả xuống, tựa như là kim long từ trên trời giáng xuống. Thời gian phối hợp như thế, lại trùng hợp ứng nghiệm với lời của tuệ không đại sư Phượng mặc Mẫu Đan Long Phi Thiên. Chỉ tiếc rằng, bọn họ sẽ không thể ngờ đến, lúc đầu khi Vân Khanh cho Lưu Thúy ra ngoài đem quần áo trở về xe ngựa, đã bảo nàng đi tìm ngự Phượng Đàn muốn hắn lưu ý động tĩnh của tứ hoàng tử cùng oánh phi. Cho nên lúc ấy ngự Phượng Đàn mới có thể đến muộn như vậy, bởi vì hắn đã sớm điều tra ra tin tức rồi. Những chuyện xảy ra sau đó chẳng qua chỉ là đem những cái bẫy mà đám người oánh phi đã sớm an bài thêm vài tình tiết cho náo nhiệt mà thôi vân khanh nắm tay tạ thị thản nhiên cười khóe miệng mang theo một loại nhẫn tâm lạnh lùng bệ hạ nói như vậy nhất định là có đạo lý của ngài chúng ta ngồi ở đây nhìn là được tầm mắt nhìn sắc mặt đại biến của ninh quốc công phu nhân thấy bà ta cơ bản là không cố ý ra vẻ trực tiếp đi qua quỳ gối bên người an Ngọc oánh mặt đầy khẩn cầu nói Bệ hạ, Ngọc Oánh chỉ là một nữ tử khuê trung nho nhỏ, làm sao có thể có liên quan đến yêu nữ. Sâu trong đáy mắt bà ta trừ bỏ nỗi sợ hãi, còn có sự kinh hoàng khi chuyện đột nhiên trở nên như vậy. Váy của Ngọc Oánh là bà ta cố ý chuẩn bị, hình mẫu đan là có, nhưng mà lớp kim phấn cũng không nằm trong dự tính của bà ta, chẳng lẽ là có người cố ý tạo ra? Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ về điều này bà ta rõ ràng biết trong quyền Phật ký kia viết những thứ sẽ khiến An Ngọc Quánh gặp họa lớn cỡ nào. Khuê trung nữ tử, nàng ta nếu như là khuê trung nữ tử, vì sao khi khiêu vũ, sau lưng sẽ có một con cự long bay lên, đây là đang dự báo nàng ta về sau sẽ tranh bá nghiệp với chấm. Mình để nghĩ đến vũ đạo hoa lệ vừa rồi, rõ ràng khi An Ngọc Quánh đứng yên thì không xuất hiện, nhưng từ lúc điệu nhảy của nàng ta càng tăng tốc, mới chậm rãi hiện lên dưới ánh mặt trời, bức long đổ phi thiên kia quả thực trông rất sống động, như con rồng đang muốn tùy thời bay lên, đây không phải là đang nói cho ông biết, sẽ có long phi thiên sao. Khó trách trong hai năm gần đây, Tây Vực càng ngày càng mạnh, bên cạnh chiến loạn liên miên, phương Bắc hạn hán lan rộng, những việc này thật ra đều là điểm báo A. À. An Ngọc Oánh nghe lời Minh Đế nói, loáng thoáng biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình nàng ta cũng biết kế hoạch của ninh quốc công phu nhân lúc ấy khi nàng ta ở thiên sành tìm vân khanh khiêu khích cũng là cố ý làm bộ bởi vì nàng ta tuy rằng rất không thích vân khanh nhưng tuyệt sẽ không ở trước mặt công chúng mà hạ thủ đây là lễ nghi các nữ tử thế gia được dạy từ nhỏ dù có thủ đoạn xấu xa cỡ nào cũng phải che mắt người đời lưu lại một thanh danh dịu dàng cho chính mình lúc này nàng ta cúi đầu nhìn váy của mình thì chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm làm sao có nửa điểm long vân nghĩ đến lời trong phật ký nước mắt nàng ta bắt đầu chảy ra bệ hạ bệ hạ thần nữ không có thần nữ chỉ là một tiểu nữ tử làm sao dám tranh bá nghiệp của bệ hạ dù cho thần nữ có một nghìn lá gan thần nữ cũng không dám a à. nàng ta nói những lời này từng câu từng chữ đều là thật lòng mỗi một câu đều muốn đem tiếng lòng của mình nói ra cho nên đặc biệt có vẻ thành thật nhưng nội tâm nàng ta cũng không ngừng tự hỏi những việc này không phải nên phát sinh ở trên người thẩm vân khanh à vì sao trên người của mình sẽ xuất hiện long ảnh tại sao lại có thể như vậy tứ hoàng tử nhìn một màn biến động này đôi mắt từ trên người an ngọc oánh chuyển đến trên người vân khanh ở đối diện nhưng thấy nàng sắc mặt bình thản phượng mâu âm trầm nhìn mọi chuyện xảy ra trong sân cứ như nàng chỉ là một người ngoài cuộc đúng lúc này vân khanh nghiêng đầu qua phượng mâu sâu thẳm nửa đường giao nhau với tầm mắt của hắn tứ hoàng tử chỉ cảm thấy trong đôi mắt của nàng trong phút chốc như có một tầng xương bao phủ sau đó lại thay đổi thành màu lam băng lãnh đôi con ngươi đen láy như được tầm trong nước lạnh nhanh chóng kết thành tầng xương màu trắng cuối cùng tầng băng xương này ở giữa không trung hóa thành hơi nước làm cho nàng cả người đều như được bao phủ ở bên trong hơi nước thứ duy nhất rõ ràng khắc sâu vào đầu hắn chính là sắc thái cuối cùng hiện lên trong đôi phượng mâu kia chính là sự châm chọc nàng biết rõ, nàng ngay từ đầu đã biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Tứ hoàng tử trong lòng hiện ra một câu nói như vậy, món tay nắm thật chặt chén rượu bạch ngọc liên hoa, có nhiều tiếng ngọc vỡ từ trong đó phát ra, tựa như hắn sắp khống chế không được lửa giận của mình. Tiết quốc công nhìn An Ngọc oán khóc đến không kịp thở, trong đầu bạo nộ không ngừng, rõ ràng theo kế hoạch sẽ không phải như vậy, bọn ngu sần này, động tác làm sao lại dẫn đến trường hợp lúc này chứ. Tiết Quốc Công biết lần này lại hãm hại Thẩm Vân Khanh bất thành, nếu hắn bây giờ còn không mở miệng, chỉ sợ An Ngọc Oánh sẽ bị bệ hạ trực tiếp kéo xuống. Người có mạng họa quốc, dù là ai thì bậc đế vương đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn hiu, một tiếng đứng lên, bước vài bước đến trước mặt minh đế, cúi đầu khom người, trên mặt tràn ngập ý trách cứ, bệ hạ, ngọc oánh nàng là do thần nhìn nó lớn lên, trừ việc mỗi ngày ở nhà học tập nữ rơi nữ huấn, thì chỉ chăm chú học khiêu vũ, lòng không vết nhơ, tầm nhìn hạn hẹp, người như vậy làm sao có thể gánh nổi cái danh yêu nữ hòa quốc chứ, xin hãy bệ hạ không nên bị một lời phán mà làm mờ mắt. Ánh Phi lúc này cũng quỳ xuống, nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, nói với Minh Đế, bệ hạ, muội muội nàng nhu nhược như liễu, dù thế nào cũng không phải là loại người có dã tâm, nô tỳ cùng muội muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao có thể không biết tính tình của nàng như thế nào. Ánh phi ngày thường ở trong lòng minh đế thuộc loại mềm mại, rất hiểu ý người, nàng nói mình và An Ngọc Oánh cùng nhau lớn lên, cũng là đang nói cho minh đế, chúng ta là tỉ muội, tính cách không kém xa. Mà lúc này Tiết Đông Hàm cùng Hải Thị cũng đi tới cầu tình, ngoài ra còn mang theo bọn người tiêu an bá, nhất tề đều quỷ xuống, đồng loạt giúp An Ngọc Oánh cầu tình thần trí của tứ hoàng tử từ trên người vân khanh thu hồi khi nhìn đến một màn trước mắt đáy mắt lộ ra hai luồng sáng sâu thẳm món tay gắt gao nắm thành quyền tiêu rồi tiêu rồi lần này là chân chính tiêu rồi mà an lão thái quân dù sao cũng là người lớn tuổi một cái thọ yến nháy mắt biến thành trên yến hội bắt người nhất thời cũng chưa kịp phản ứng dù sao bà cũng không phải là người tham dự trong việc này không giống như oánh phi bọn họ đã sớm biết xảy ra chuyện gì cho đến lúc này bà vừa kịp thích ứng với tình hình một chút lại nhìn thấy một chàng quỳ bên dưới lòng thầm nghĩ không tốt nếu chỉ có tiết thị cầu tình thì cũng thôi dù sao tiết thị là nương của an ngọc oánh nàng thương nữ nhi nên sốt ruột cầu tình là việc không thể tránh khỏi nhưng trước mắt nhiều người như vậy ninh quốc công tiết quốc công tiết an bá bọn họ đều ở nơi này những người này ở trong triều đều là người có địa vị một tiểu nữ tử như an ngọc oánh chỉ là một khuê trung nữ tử, vậy mà lại có nhiều người như vậy giúp nàng cầu tình, có mạng lưới quan hệ rộng thế kia, nếu ngày sau nàng thật sự có tâm tư khác, ai dám nói nàng không thể làm ra chuyện xoán vị chứ. Vân Khanh trước nhìn thoáng qua An Phu Nhân, thấy nàng gắt gao giữ chặt An Tuyết oánh đang muốn lên phía trước cầu tình, liền biết An Phu Nhân chỉ sợ cũng nhìn ra một chút manh mối rồi, chỉ cần Tuyết oánh không có việc gì, nàng liền an tâm nàng tự nhiên nâng chung trà lên, cúi đầu nhấp một ngủm, trong mắt Phượng là sự mỉa mai không che giấu. Thế lực của tiết quốc công cũng thật lớn, hắn chỉ nói một câu, lại có thể khiến cho nhiều người cầu tình như vậy, quả nhiên là người khó đối phó. Nhưng nếu thế lực không lớn như vậy, hôm nay An Ngọc Oánh có lẽ sẽ không xui xẻo như thế đâu. Mình đế nhìn những người quỳ trên mặt đất này, tựa hồ nếu ông không tha thứ cho An Ngọc Oánh, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục quỳ như vậy, lãnh ý trong mắt càng ngày càng đậm, nhìn An Ngọc Oánh đang khóc sướt mướt, cũng chỉ cảm thấy đây là một nữ tử giỏi về ngụy trang, và lúc này trong đầu Minh Đế đang suy nghĩ, đó chính là An Ngọc Oánh có thể khiến nhiều người như vậy cầu tình, dù đây là cầu tình vì Ninh Quốc Công hay Tiết Quốc Công, tóm lại những người này đều là đang giúp nàng cầu tình. Giọng nói của ông lạnh lẽo, không có một tia cảm tình đảo qua mọi người đang có mặt, cuối cùng rơi xuống trên người An Ngọc Oánh lúc này làn váy đỏ diễm lệ như lây dính máu của gia tộc ông, liền vẫy tay nói, người đâu, đem An Ngọc Quánh kéo vào thiên lao. Thiên lao là phòng giam do hoàng đế trực tiếp cai quản, dù quan chức lớn như đại lý tử, hình bộ, kinh triệu phù đều phải trải qua nhiều phen thẩm vấn điều tra, người tiến vào thiên lao tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bởi vì nhất quốc chi quân sẽ không buông tha cho hắn. Đừng mà, ta không muốn đi thiên lao, cha, nương, ngoại công, cứu con a, à, cứu con. Nương, nương. An Ngọc Oánh cơ hồ là kinh hoàng điên cuồng gào lên, liều mạng dãy dụa muốn thoát khỏi sự giam cầm của thị vệ, hai chân vùng vẫy trên mặt đất, hoàn toàn không còn hình tượng gì, so với phong cảnh nàng ta khiêu vũ tuyệt đẹp trước đó mà nói, quả thực là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Kéo xuống, mình đế căn bản là mặc kệ mọi chuyện, bàn tay to vung lên, ngữ khí đầy chán ghét, hàn ý nơi đáy mắt cơ hồ làm cho mọi người tê dần. Nếu có người còn dám nói thêm một câu nữa, chỉ sợ minh đế sẽ cho thị vệ cùng kéo vào thiên lao. An Ngọc Oánh há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, Ninh Quốc công phu nhân tiết thị sau một lúc yên tĩnh, liền lớn tiếng nói, bệ hạ, thần phụ có việc muốn bầm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn